chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nắng nóng gay gắt diễn ra ở các tỉnh miền Bắc, thì trong hai ngày nay, cường độ nắng và mức nhiệt độ cũng đã giảm bớt đi. Trời đã có mây hơn, tuy nhiên tiết trời vẫn còn khá là oi ả, đặc biệt là với khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Trong đêm nay và ngày mai thì khu vực Bắc Bộ sẽ lại chịu tác động của một dải mây dông từ phía Bắc di chuyển xuống nên sẽ gây mưa rào và dông trở lại cho khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi Việt Bắc. Sau đó thì vùng mưa sẽ lan xuống khu vực Trung Du và Đồng Bằng, cả khu vực phía Đông Bắc Bộ. Trọng tâm mưa là các tỉnh vùng núi như là ở tại Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Người dân các khu vực này cần phải chú ý vì trong cơn mưa dông mạnh rất có khả năng xảy ra những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh, đặc biệt là với những người đang lưu thông trên đường hoặc lao động ở ngoài trời. Do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ trên toàn khu vực Bắc Bộ trong ngày mai có xu hướng giảm dần và dao động trong khoảng là từ 30 đến 33 độ. Riêng vùng đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội ở mức là sấp xỉ hoặc là trên 34 độ, cảm giác oi ả vẫn xuất hiện vào ban ngày. Với các tỉnh duyên hải miền Trung, trong ngày mai thời tiết cũng có sự thay đổi dần ở các tỉnh phía Bắc của khu vực này. Từ đêm nay thì trời sẽ chuyển nhiều mây hơn và mưa dông có khả năng xuất hiện rải rác suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An cho đến Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Cùng với mưa là sự giảm nhiệt với nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ ở dưới ngưỡng 35 độ. Còn tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào tới tận Ninh Thuận, trời phổ biến là nắng nhiều, không mưa. Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với mức nhiệt độ dao động trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Riêng ở tại khu vực tỉnh Bình Thuận thì ban ngày trời cũng có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh và có mưa rào và dông gián đoạn. Vào lúc chiều tối nên nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ dao động trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Trong ngày mai, thời tiết ở tại khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chịu sự chi phối của đới gió Tây Nam có cường độ khá yếu, nên ban ngày trời vẫn có nắng và nhiệt độ tương đối cao, phổ biến trong khoảng từ 31 đến 34 độ ở Tây Nguyên và từ 33 đến 35 độ ở Nam Bộ. Đến chiều tối thì mây đối lưu phát triển nhiều hơn, gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực. Tuy mưa không đều và lượng mưa nhìn chung không lớn, nhưng vẫn có khả năng xảy ra dông mạnh cục bộ, nhất là ở tại những vùng ven biển. Và cuối cùng là những thông tin thời tiết biển. Trong đêm nay và ngày mai thì nơi có thời tiết xấu vẫn là ở tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ, nhất là ở phần phía Bắc và ven bờ các tỉnh như là Quảng Ninh, Hải Phòng. Tại đây thì trời nhiều mây, có mưa rào và dông mạnh khiến tầm nhìn suy giảm, kèm theo những hiện tượng như là lốc xoáy, gió giật mạnh. Kiểu thời tiết xấu này sẽ còn kéo dài khoảng 2 đến 3 ngày tới nên bà con ngư dân cần phải chú ý đề phòng. Trên khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có khu vực quần đảo Hoàng Sa, thì dải mây dông từ phía Bắc di chuyển xuống nên cũng sẽ gây mưa rào và dông ở khu vực này. Mặc dù là gió Tây Nam chỉ hoạt động cường độ khoảng cấp 4 có lúc cấp 5, nhưng trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc xoáy, gió giật mạnh, nên nhìn chung thời tiết không an toàn cho việc lưu thông của tàu thuyền trên biển. Còn đối với khu vực giữa và khu vực phía nam của Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, thì mưa dông cũng xuất hiện nhưng không nhiều như các vùng biển phía Bắc và chủ yếu vào chiều và tối nên bà con cần phải chủ động đề phòng, tầm nhìn giảm và khả năng là có gió giật mạnh trong cơn dông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui bên gia đình và người thân. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.